Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 35. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô mà rằng: Hãy biểu dân Israel do trong phần sản nghiệp mình đã có, nhường những thành cho người Lê-vi đặng ở, cho luôn một miếng đất ở chung quanh các thành đó. Người Lê-vi sẽ có những thành đặng ở, còn đất chung quanh các thành này sẽ dùng cho súc vật, cho sản vật và cho hết thảy thú vật của họ. Đất chung quanh thành mà các ngươi nhường cho người Lê-vi sẽ là 1,000 thước châu vi kể từ vách thành và ở ngoài. Vậy các ngươi phải đo phía ngoài thành về hướng đông 2,000 thước, về hướng nam 2,000 thước, về hướng tây 2,000 thước và về hướng bắc 2,000 thước. Cái thành sẽ ở chính giữa. Đó sẽ là đất của những thành người Lê-vi. Trong số thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi sẽ có 6 cái thành ẩn náu mà các ngươi phải chỉ cho, để kẻ sát nhân trốn tránh tại đó. Ngoài 6 thành đó, các ngươi phải nhường cho người Lê-vi 42 cái thành. Hết thảy thành các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi luôn với đất, số là 48 cái. Về những thành do trong sản nghiệp của dân Israel mà các ngươi sẽ nhường cho người Lê-vi, phải lấy bớt nhiều hơn của chi phái có nhiều, và lấy bớt ít hơn của chi phái có ít. Mỗi chi phái nhường cho người Lê-vi những thành cân phân theo sản nghiệp của mình sẽ được. Đoạn Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng, khi nào các ngươi đã đi qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an, thì phải lựa những thành dùng làm thành ẩn náu cho mình, là nơi kẻ sát nhân vì vô ý đánh chết ai chạy ẩn náu mình được. Những thành đó sẽ dùng làm thành ẩn náu để trốn khỏi kẻ báo thù huyết, hầu cho kẻ sát nhân không chết cho đến chừng nào ứng hầu trước mặt hội chúng đặng chịu xét đoán. Vậy trong những thành các ngươi nhường cho sẽ có 6 thành ẩn náu cho các ngươi. Các ngươi phải chỉ 3 thành phía bên kia sông Giô-đanh và lập 3 thành khác trong xứ Ca-na-an, ấy sẽ là những thành ẩn náu. 6 thành này sẽ dùng làm chỗ ẩn náu cho dân Israel, luôn cho khách ngoại bang và kẻ nào kiều ngụ ở trong dân đó, để ai vì vô ý đánh chết một người có thế chạy ẩn mình tại đó. Nhưng nếu người ấy đánh bằng đồ sắt và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử. Nếu người đánh bằng một cục đá cầm nơi tay có thế làm chết và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử. Cũng vậy, nếu người đánh bằng đồ cây cầm nơi tay có thế làm chết và người bị đánh chết đi, ấy là một kẻ sát nhân. Kẻ sát nhân hẳn phải bị xử tử. Ấy là kẻ báo thù huyết sẽ làm cho kẻ sát nhân phải chết. Khi nào kẻ báo thù huyết gặp kẻ sát nhân thì phải làm cho nó chết đi. Nếu một người nào vì lòng ganh ghét xô lấn một người khác, hay là cố ý liện vật chi trên mình nó và vì cớ đó nó bị chết, hoặc vì sự thù đánh bằng bàn tay và vì cớ đó nó bị chết, thì người nào đánh đó hẳn phải bị xử tử. Ấy là một kẻ sát nhân. Người báo thù huyết khi nào gặp kẻ sát nhân phải làm cho nó chết đi. Nếu vì tình cờ vẫn hòa thuận nhau mà người có lấn xô hoặc liện vật chi trên mình người kia, hoặc nếu không phải thù nghịch chẳng có ý làm hại, lại không thấy mà làm rớt một cục đá trên mình người kia, có thể làm chết được. Và nếu người chết đi, thì cứ theo luật lệ này, hội chúng phải xử đoán cho kẻ đã đánh và kẻ báo thù huyết. Hội chúng sẽ giải cứu kẻ sát nhân khỏi tay người báo thù huyết và biểu người trở về thành ẩn náu là nơi người đã chạy ẩn mình, và người phải ở đó cho đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm đã được sức dầu thánh qua đời. Nhưng nếu kẻ sát nhân đi ra ngoài giới hạn của thành ẩn náu là nơi người đã chạy ẩn mình, và nếu kẻ báo thù huyết gặp giết người ở ngoài giới hạn thành ẩn náu, thì kẻ báo thù huyết sẽ không mắc tội sát nhân. Vì kẻ sát nhân phải ở trong thành ẩn náu cho đến chừng nào thầy tế lễ thượng phẩm qua đời.
Nhưng sau khi thầy tế lễ thượng phẩm qua đời, kẻ sát nhân sẽ được trở về trong sản nghiệp mình. Bất luận các ngươi ở nơi nào, điều này phải dùng làm một luật lệ xét đoán cho các ngươi trải qua các đời. Nếu ai giết một người nào, người ta sẽ cứ theo lời khai của những người chứng mà giết kẻ sát nhân. Nhưng một người chứng không đủ cớ đặng giết ai. Các ngươi chớ lãnh tiền chuộc mạng của một người sát nhân đã có tội và đáng chết, vì nó hẳn phải bị xử tử. Các ngươi đừng lãnh tiền chuộc kẻ đã chạy ẩn mình trong thành ẩn náu, hầu cho nó trở về ở trong xứ sau khi thầy tế lễ qua đời. Các ngươi chớ làm ô uế xứ mà các ngươi sẽ ở, vì huyết làm ô uế xứ. Nhược bằng có kẻ làm đổ huyết ra trong xứ, nếu không làm đổ huyết nó lại thì không thể chuộc tội cho xứ được. Vậy các ngươi chớ làm ô uế xứ là nơi các ngươi sẽ ở, và chính giữa đó là nơi ta sẽ ngự, vì ta là Đức Giê-hô-va ngự giữa dân Israel. Chương 36. Vả những trưởng tộc Ga-la-át là con trai Ma-ki, cháu Ma-na-se, trong dòng con cháu Giô-sép, đến gần và nói trước mặt Môi-se cùng trước mặt các tổng trưởng của những chi phái Israel mà rằng: Đức Giê-hô-va có phán cùng Chúa tôi bắt thăm chia xứ cho dân Israel làm sản nghiệp. Và Chúa tôi có lãnh mạng Đức Giê-hô-va giao sản nghiệp của Sê-lô-phát, anh chúng tôi, cho các con gái người. Nếu các con gái kết hôn với một trong những con trai về các chi phái khác của dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi mà thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, phần đó phải trút khỏi sản nghiệp đã bắt thăm về chúng tôi. Khi đến năm hân hỷ cho dân Israel, sản nghiệp chúng nó sẽ thêm vào sản nghiệp của chi phái nào chúng nó sẽ thuộc về. Như vậy, sản nghiệp chúng nó sẽ trút khỏi sản nghiệp của chi phái tổ phụ chúng tôi. Môi-se bèn truyền các lệnh này của Đức Giê-hô-va cho dân Israel mà rằng: Chi phái con cháu Giô-sép nói có lý. Này là điều Đức Giê-hô-va có phán về phần các con gái Sê-lô-phát. Chúng nó muốn kết thân với ai thì muốn, nhưng chỉ hãy kết thân với một trong những nhà của chi phái tổ phụ mình. Như vậy, trong dân Israel, một sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái khác, vì mỗi người trong dân Israel sẽ ở đeo theo sản nghiệp về chi phái tổ phụ mình. Phàm người con gái nào được một phần sản nghiệp trong một của các chi phái Israel thì phải kết thân cùng một người của một nhà nào về chi phái tổ phụ mình, hầu cho mỗi người trong dân Israel hưởng phần sản nghiệp của tổ phụ mình. Vậy, một phần sản nghiệp nào chẳng được từ chi phái này đem qua chi phái kia, nhưng mỗi chi phái Israel sẽ giữ sản nghiệp mình vậy. Các con gái Sê-lô-phát làm như Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Mách-la, Thiệt-sa, Hốt-la, Min-ca và Nô-a, các con gái của Sê-lô-phát đều kết thân cùng các con trai của cậu mình. Chúng nó kết thân trong những nhà của con cháu Ma-na-se là con trai Giô-sép, và phần sản nghiệp họ còn lại trong chi phái tổ phụ mình. Đó là các mạng lệnh và luật lệ mà Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se truyền cho dân Israel tại trong đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô. Chương 12. Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. Nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời. Vậy, anh em hãy nghĩ đến đấng đã chịu sự đối nghịch của kẻ tội lỗi dường ấy, hầu cho khỏi bị mỏi mệt sờn lòng. Anh em chống trả với tội ác còn chưa đến nỗi đổ huyết, lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng: Hỡi con, chớ dễ ngươi sự sửa phạt của Chúa, và khi Chúa trách, chớ ngã lòng. Vì
Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho vọt. Ví bằng anh em chịu sửa phạt, ấy là Đức Chúa Trời đãi anh em như con. Vì có người nào là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu anh em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng phải chịu, thì anh em là con ngoại tình chứ không phải con thật. Cha về phần xác sửa phạt mà chúng ta còn kinh sợ thay, huống chi cha về phần hồn, chúng ta há chẳng càng nên vâng phục lắm để được sự sống sao? Vả cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài. Thật, các sự sửa phạt lúc đầu coi như một cớ buồn bã chứ không phải sự vui mừng, nhưng về sau sanh ra bông trái công bình và bình an cho những kẻ đã chịu luyện tập như vậy. Vậy, hãy dỡ bàn tay yếu đuối của anh em lên, luôn cả đầu gối lỏng lẻo nữa. Khá làm đường thẳng cho chân anh em theo, hầu cho kẻ nào què khỏi lạc đường mà lại được chữa lành nữa. Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Khá coi chừng, kẻo có kẻ trật phần ân điển của Đức Chúa Trời, kẻo rễ đắng châm ra có thể ngăn trở và làm ô uế phần nhiều trong anh em chăng? Hãy coi chừng, cho trong anh em chứa có ai gian dâm, cũng đừng có ai khinh lờn như Ê-sau, chỉ vì một món ăn mà bán quyền con trưởng. Thật vậy, anh em biết rằng đến sau, người muốn cha mình chúc phước cho thì lại bị bỏ, vì dẫu người khóc lóc cầu xin cũng chẳng đổi được ý cha mình đã định rồi. Anh em chẳng tới gần một hòn núi mà người ta có thể rờ đến được, cũng chẳng đến gần lửa hừng, hoặc tối tăm, hoặc âm ế, hoặc gió dữ, hoặc tiếng loa thổi vang, hoặc tiếng nói kinh khiếp đến nỗi ai nghe đều nài xin đừng nói với mình nữa, vì họ không chịu nổi lời phán này. Dẫu loài thú vật tới gần núi này cũng sẽ bị ném đá. Lại cảnh trạng đó rất kinh khiếp, đến nỗi Môi-se nói rằng: ta thật sợ sệt và run rẩy cả người. Nhưng anh em đã tới gần núi Si-ôn, gần thành của Đức Chúa Trời hằng sống, tức là Giê-ru-sa-lem trên trời, gần muôn vàng thiên sứ nhóm lại, gần hội thánh của những con trưởng được ghi tên trong các tầng trời, gần Đức Chúa Trời là quan án của mọi người, gần các linh hồn người nghĩa được vẹn lành, gần Đức Chúa Giê-xu là đấng trung bảo của giao ước mới, và gần huyết rưới ra. Huyết đó nói tốt hơn huyết của A-bên vậy. Anh em hãy giữ, chớ từ chối đấng phán cùng mình. Vì nếu những kẻ kia cự đấng truyền lời báo cáo ở dưới đất còn không tránh khỏi thay, huống chi chúng ta nếu cự đấng truyền lời báo cáo từ trên trời thì càng không tránh khỏi được. Tiếng đấng ấy bây giờ rúng động cả đất, hiện nay phán hứa rằng: còn một lần nữa, ta sẽ chẳng những rúng động đất mà thôi, nhưng cũng rúng động trời nữa. Và trong những chữ "còn một lần nữa" tỏ ra rằng các vật hay bị rúng động vì là những vật đã chịu dựng nên sẽ bị cất đi, hầu cho những vật không hề rúng động được còn lại. Như vậy, vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn, hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài. Vì Đức Chúa Trời chúng ta là đám lửa hay thiêu đốt. Chương 13. Hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Hãy nhớ những kẻ mắc vòng xiềng xích, như mình cùng phải xiềng xích với họ. Lại cũng hãy nhớ những kẻ bị ngược đãi, vì mình cũng có thân thể giống như họ. Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn khuê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình. Chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ rồi. Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: ta sẽ chẳng lìa ngươi đâu, chẳng bỏ ngươi đâu. Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi không sợ chi hết. Người đời làm chi tôi được. Hãy nhớ những người dắt dẫn mình, đã truyền đạo Đức Chúa Trời cho mình. Hãy nghĩ xem sự cuối cùng đời họ là thế nào, và học đòi đức tin họ. Đức Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay
và cho đến đời đời không hề thay đổi. Anh em chớ để cho mọi thứ đạo lạ dỗ dành mình, vì lòng nhờ ân điển được vững bền ấy là tốt, chứ không phải nhờ đồ ăn là sự chẳng ích chi cho kẻ làm như vậy. Chúng ta có một cái bàn thờ, phàm kẻ hầu việc trong đền tạm không có phép lấy gì tại đó mà ăn. Vả huyết của con sinh bị thầy tế lễ thượng phẩm đem vào nơi thánh để làm lễ chuộc tội, còn thân thể nó thì đốt đi bên ngoài trại quân. Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu đã chịu khổ tại ngoài cửa thành để lấy huyết mình làm cho dân nên thánh. Vậy nên chúng ta hãy ra ngoài trại quân đặng đi tới cùng Ngài, đồng chịu điều sỉ nhục. Vì dưới đời này chúng ta không có thành còn luôn mãi, nhưng chúng ta tìm thành hầu đến. Vậy hãy cậy Đức Chúa Giêsu mà hằng dâng tế lễ bằng lời ngợi khen cho Đức Chúa Trời, nghĩa là bông trái của môi miếng xưng danh Ngài ra. Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Hãy cầu nguyện cho chúng tôi, vì chúng tôi biết mình chắc có lương tâm tốt, muốn ăn ở trọn lành trong mọi sự. Tôi lại nài xin anh em cầu nguyện đi, để tôi đến cùng anh em cho sớm hơn. Đức Chúa Trời bình an là đấng bởi huyết giao ước đời đời mà đem đấng chăn chiên lớn, là Đức Chúa Giêsu chúng ta ra khỏi từ trong kẻ chết. Nguyện xin Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ khiến anh em nên trọn vẹn trong mọi sự lành, đặng làm thành ý muốn Ngài và làm ra sự đẹp ý Ngài trong chúng ta. Sự vinh hiển đáng về Ngài đời đời vô cùng. Amen. Hỏi anh em, xin hãy vui lòng nhận lấy những lời khuyên bảo này. Ấy, tôi đã viết vắn tắt cho anh em vậy. Hãy biết rằng anh em chúng ta là Timôthê đã được thả ra. Nếu người sớm đến, tôi sẽ cùng người đi thăm anh em. Hãy chào thăm mọi người dắt dẫn anh em và hết thảy các thánh đồ. Các thánh đồ ở Italy gửi lời thăm anh em. Nguyện xin ân điển ở với anh em hết thảy. Thi Thiên 39. Tôi nói rằng tôi sẽ giữ các đường lối tôi để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội. Đang khi kẻ ác ở trước mặt tôi sẽ lấy khớp giữ miệng tôi lại. Tôi câm, không lời nói, đến đổi lời lành cũng không ra khỏi miệng tôi. Còn nỗi đau đớn tôi bị chọc lên, lòng tôi nóng nảy trong mình tôi. Đang khi tôi suy gẫm, lửa cháy lên. Bây giờ lưỡi tôi nói, hỏi Đức Giê-hô-va, xin cho tôi biết cuối cùng tôi và số các ngày tôi là thế nào. Xin cho tôi biết mình mỏng mảnh là bao. Kìa, Chúa khiến ngày giờ tôi dài bằng bàn tay, và đời tôi như không không trước mặt Chúa. Phải, mỗi người dầu đứng vững chỉ là hư không. Quả thật mỗi người bước đi khác nào như bóng. Ai nấy đều rối động luống công. Người chất chứa của cải, nhưng chẳng biết ai sẽ thâu lấy. Hỡi Chúa, bây giờ tôi trông đợi gì? Sự trông cậy tôi ở nơi Chúa. Xin hãy giải cứu tôi khỏi các sự vi phạm tôi, chớ làm tôi nên sự nhút nhơ của kẻ ngu dại. Tôi câm, chẳng mở miệng ra, bởi vì Chúa đã làm sự ấy. Xin cất khỏi tôi sự trách phạt của Chúa. Tôi bị tiêu hao bởi tay Chúa đánh phạt. Khi Chúa trách phạt loài người vì cớ gian ác, thì Chúa làm hao mòn sự đẹp đẽ họ khác nào như con sùng. Thật, mọi người chỉ là hư không. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy nghe lời cầu nguyện tôi. Lắng tai nghe tiếng kêu cầu của tôi. Xin chớ nín lặng về nước mắt tôi, vì tôi là người lạ nơi nhà Chúa, kẻ khách ngủ như các tổ phụ tôi. Chúa ơi, xin hãy dung thứ tôi để tôi hồi sức lại trước khi tôi đi mất không còn nữa. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài.
xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.